Dạ vâng, quay trở lại với kênh YouTube của Xuân Minh Audio Sài Gòn. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi. Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, có được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thì thực hiện cái video clip của cái số này thì em xin test và gửi tới quý vị cặp loa AR2AX bánh bò, chắp phíp, mít bông. Cặp loa này vừa mới về cửa hàng em sáng nay, em vừa mới khui và giật bên căng đây quý vị nhá. Cái loa cổ này khi mà từ bên Mỹ gửi về thì là nó được niêm phong và được dán keo khi mà được sản xuất ra, thì em mới giật bên căng một bên cho quý vị xem đây. Đây là bát bánh bò quý vị nhá, thùng gỗ cây, chúng loa cực kỳ đẹp. Đây là cái vết này là vết bụi này, cái căng ấy. Đó, còn nguyên bụi tây gọi bụi trắng này. Chép phím đỏ, mít bông. Và đây là bát bánh bò rất đẹp, bên trong là dùng vân cây rất là đẹp. Cặp loa này vừa mới về thì hiện trạng của nó là gần đẹp như là xuất sắc đấy ạ. Quý vị nhìn xem, đó. Đây, cặp loa này là em đang... Đây, quý vị xem, cái phần gỗ này. Đó, cái phần gỗ rất là đẹp, đều màu. Phần gỗ zin nguyên bản luôn, cực kỳ đẹp. Thì cái loa này em đang test thử thì là sống hết, không có bị sột soạt chiết áp gì cả. Nói chung nó còn rất là nguyên vẹn và hoàn hảo so với cái độ tuổi mà nó được sinh ra. Chất âm thì chắc là miễn bàn rồi, khỏi cần phải nghĩ. Cái loa rất là dễ đánh, dễ ghép. Nó sở hữu cái chép phíp này, nằm trong con AR3 bánh bò rất là đắt tiền. Phần mic cũng là ok và bass cũng là ok. Và cặp loa này cực kỳ đẹp. Quý vị nhá, em quay không? Đó, vân gỗ nổi lên, cực kỳ đẹp. Hàng thì đúng là không thể thiếu, mà hàng thì chả thiếu mà thiếu hàng đẹp thôi. Đó, rất là đẹp, đít cây. Cặp loa này tại vừa mới về, em giao lưu luôn cho quý vị nào đang có nhu cầu chuyên sở hữu và thích nghe, muốn sở hữu và yêu thích cái phần nhạc vàng, cái tiếng bass, tiếng mid, tiếng chép rất là mềm mại của dòng loa Mỹ cổ này đem lại. Em giao lưu cặp loa AR2AX bánh bò chép phíp này có giá là 18.500.000 nhé quý vị nhé. Hàng bao zin tuyệt đối, còn bên này là em chưa có giật đầy căng đâu. Thì quý vị nào có nhu cầu mà muốn để đối xứng, tại vì em đã soi qua đèn pin rồi, rất là tương xứng, loa đẹp đều. Thì quý vị nào mà kỹ tính, có muốn em xem kỹ, khi mà mua, muốn xem kỹ em có thể giật nốt ra, hoặc tự tay quý vị giật khi mà sở hữu nha quý vị nhé. Rất là đẹp.